Công ty nước ngoài vừa ra mắt một chiếc máy bay hoàn toàn trong suốt, không có cửa sổ, cả khoang máy bay bên trong được trang bị màn hình cong siêu lớn, cho phép hiển thị toàn cảnh 360 độ của môi trường xung quanh, từ bầu trời xanh đến ánh đèn đô thị về đêm. Bạn có dám ngồi trên chiếc máy bay như thế này không? Xe trượt này bỏ đi kiểu tay lái hình thang truyền thống và sử dụng thiết kế hình chữ L, phía dưới được kết nối bằng một ống đèn sáng với hai bánh xe lớn, trông rất bạo lực và hoang dã. Chỉ cần đứng lên và đi, tôi tin rằng rất khó mà không thu hút sự chú ý khi đi trên chiếc xe trượt này trên đường. Hai chàng trai ở Úc đã phát minh ra một chiếc thùng rác đại dương. Chỉ cần đặt chiếc thùng rác đại dương này trên mặt biển, nó sẽ tự động hút các loại rác từ mặt biển, bao gồm cả rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt và các chất ô nhiễm dầu. Với các phương pháp truyền thống, việc làm sạch rác thải trên Thái Bình Dương có thể mất hàng ngàn năm và hàng trăm tỷ đô la. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ cần 5 năm để làm sạch một nửa rác thải trên Thái Bình Dương. Điều này thật tuyệt vời. Sinh viên của Đại học Chế tạo Tập trung của Trung Quốc đã phát minh ra thiết bị rửa tay sử dụng dòng khí thay vì dòng nước. Khi rửa tay, người sử dụng sẽ đứng trên một bục và sử dụng trọng lực của cơ thể để nén khí và phun ra dòng khí và hạt nước xương tốc độ cao. Thiết bị này tiết kiệm tới 90% nước so với các thiết bị rửa tay thông thường, giúp bảo vệ tài nguyên và tiết kiệm mỗi giọt nước. Một trường đại học ở Bắc Kinh đã phát triển một chiếc máy bắt càng tay thông minh. Nó có tính năng linh hoạt hơn bàn tay của con người, có thể uốn cong theo hướng chính và ngược, có thể bắt trực tiếp tôm cua và giống như một bàn tay của một con bạch tuộc. Nó sử dụng vật liệu mềm và điều khiển khí động để có thể bắt bất kỳ thứ gì, từ những thứ sắc nhọn đến những thứ dẹt, từ những thứ nóng hổi đến những thứ mềm mỏng. Nó có thể hoạt động tốt với các máy sản xuất trên dây chuyền sản xuất. Công ty nước ngoài đã phát minh ra một loại máy giặt bằng sức lao động có tên là ZAM. Đây là một loại máy giặt nhẹ, không cần sử dụng điện, được thiết kế để giặt quần áo một cách dễ dàng và tiết kiệm nước. Máy có thể giặt được 6 đến 7 món đồ mỗi lần. Để sử dụng máy, bạn chỉ cần đổ chất tẩy rửa và nước vào đậy nắp lại và đạp đến chân để giặt quần áo. Sau khi giặt xong, bạn có thể nhấn nút xả nước để giặt lại lần nữa. Một phòng thí nghiệm nước ngoài đã phát triển một công cụ hệ thống tương tác 3 chiều mang tên Inform. Nó có thể truyền trực tiếp các hành động của người trong mạng qua cáp mạng lên bàn của bạn để tạo ra nhiều tương tác thực tế hơn. Công nghệ thần tiên này có thể thay đổi hình dạng và thực hiện các hành động bằng cử chỉ ảo để tạo ra một liên kết thực tế từ ảo tới thực. Bạn không cần phải lo lắng về một mối tình yêu xa nữa. Bạn có thể tạo ra một liên kết thực tế với người ấy bằng cách sử dụng các cử chỉ ảo thông qua công cụ này. Công ty đến từ Ba Lan đã tung ra hệ thống hàng rào có giãn độc đáo mang tên Fancy Fan. Điểm đặc biệt của nó là cổng và hàng rào được kết hợp thành một thể thống nhất. Chỉ cần phát hiện có người đến gần, hàng rào sẽ tự động rút vào trong đất chỉ trong vòng 5 giây, đảm bảo an toàn cho người và xe cộ. Nó cũng có khả năng phát hiện có vật cản phía trên, nếu có thì thanh rào sẽ ngay lập tức dừng lại để tránh tai nạn. Tuy nhiên, nếu bạn không thích đi theo dòng đời, bạn cũng có thể đi vào bằng cửa nhỏ bên cạnh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những bí mật này, người bình thường thường không thể phát hiện ra được. Trong thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ, bạn chỉ cần nhìn lên bầu trời sẽ thấy một đại dương mây phun trào xuống. Điều này không phải là ảo giác của bạn, mà còn được gọi là mây vụn nước. Đây là một tác phẩm nghệ thuật lớn được tạo ra từ mảng phim toàn phần và sợi đơn. Nó treo lơ lửng trên không trung chao đảo theo gió và tỏa sáng rực rỡ. Người qua đường không thể khỏi khen ngợi. Người sáng tạo cho rằng ý tưởng này xuất phát từ chụp ảnh chuyển động chậm và chụp ảnh siêu màu cho phép chúng ta nhìn thấy nhiều điều bất ngờ. Đây là một con tàu dài hơn 7.000 mét, cần 8 đầu máy để kéo. Nó đã được chọn vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Con tàu dài như vậy tự nhiên có mục đích đặc biệt của nó. Nó không phải là để chở khách hay để kéo đồ, mà là để vận chuyển quặng sắt. Tàu dài 7.353 mét, tổng trọng lượng 10.000 tấn, bao gồm 8 đầu máy và 682 toa xe lửa, mỗi lần có thể chở được hơn 80.000 tấn quặng sắt. Không thể phủ nhận rằng đây là con tàu dài nhất trên thế giới. Một công ty tại Úc đã phát minh ra một chiếc cốc nước kỳ diệu mang tên Fantus, có thể biến không khí thành nước. Khi mở bọc cốc sẽ biến thành một tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp năng lượng cho thiết bị ngưng tụ ở miệng cốc. Thiết bị ngưng tụ hút không khí và sử dụng áp suất để ngưng tụ hơi nước trong không khí thành nước, và cuối cùng được lọc qua bộ lọc trước khi được lưu trữ trong cốc và sử dụng. Bạn đã từng thấy chậu cây bay chưa? Đó là một chậu cây treo, được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Thụy Điển. Chậu cây có nam châm tích hợp và hoàn hảo kết hợp công nghệ từ trường và cây cảnh. Điều này giúp cho các loại cây cảnh có thể bay lên trông rất hiện đại. Lợi ích lớn nhất của loại chậu này là cho phép cây cảnh hấp thụ ánh sáng mặt trời 360 độ, cho phép cây cảnh phát triển tốt hơn. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người không có kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh. Bạn có biết về chiếc bể bơi thần kỳ này không? Đây là một bể bơi đặc biệt, chỉ có một chiếc giường lớn mà không thể bơi đến cuối bể, bởi vì bể bơi được trang bị bơm nước siêu mạnh, có thể liên tục hút và phun nước, tạo ra một lực cản nhất định. Bể bơi này không chỉ để bơi mà còn để tập thể dục. Bạn có thể sử dụng nó để tập tạ, tập thể hình và nhiều hoạt động thể dục khác.